Hello xin chào các bạn nhé, đây giá phi điện ra con kỳ nhông rồi. Đây chạy vào cái đống này. Rất khó tìm đấy các bạn. Đây rồi, đây rồi. Đã phát hiện ra nó rồi. Cắn mình, nó cắn mình coi ơi. Cắn. Bóp nó ơi. Cắn mình thì mình cũng bóp nó. Này, các bạn có thấy là con này kỳ nhông được này các bạn. Nó bắt đầu ửng phần da này nữa, nó bị đổi màu ạ. Cho con xí cái màu nó nha. Vì nó ửng. Ửng lên đổi màu này các bạn. Nhưng mà có tất chất đổi màu từ lúc nhỏ này các bạn. Đó. Nhưng mà em thấy nó, các bạn thấy nó ửng màu hơn chưa các bạn? Tưởng kỳ giống chết nhưng mà thực ra nó gặp điều kiện là nó chạy thôi. Rất là nguy hiểm nhưng mà. Ấy, hình như nó nhạt màu hơn hay ta? Nhạt hơn hay đậm hơn ta? Còn nói gì mình thả đi ngợi. Nhớ đậm màu hơn đó. Bye bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào.